Rồi, anh em vác cá nhìn nó đã nhỉ. Cảm thấy kiểu bà con đi biển mà được bội thu này cũng đã. Trúng được 30-40 con là vui à, vui à. Nhưng mà nhìn như này giống kiểu khiêng hòm thế nhỉ. Hôm nay là anh em mình sẽ giải quyết con này là sashimi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đó. Con này ngon, con này tuyệt vời đấy, không phải đùa đâu. Ừ, cái xương mang có cái chảo nó to nấu nguyên cái khiên bộ này luôn. Em ơi, tới năm luôn mới chịu nha. Chị em nói đây. Kia. Sao đâu đây? Đó, chơi vậy nó không dạ. Hôm nay cá thì cặp con. Rồi. Rồi, Toàn ra đòn trước đi. Từ từ nhá, để cho Toàn này ra đòn này. Tung đòn từng người. Ốp đây. Cầm chéo. Ừ. Mềm ăn, mềm. Ôi trời ơi. Có có tạc nào không? Ôi. Tức rồi. Nó tạc từ từ nó bị luôn. Nha. Đúng cái này thượng hạng đấy. Thượng hạng luôn. Tan đang miệng luôn. Đâu, đâu. Quá chất lượng. Mềm tan đang miệng luôn. Cái vị chấm chéo nó. Thôi, ở nhà nha. Rồi. Không, chấm chéo hợp á. Cây phải cây vô này á. Team Sơn Tường Vinh Long. Mai đến. Tâm Hào TV. Mai đến. Bia Cao Miêu. Mai đến. Chấm chéo. Mai đến. Mắm mơ. Anh em. Chào mừng các bạn đến với video tiếp theo trên kênh Sapa TV. Tối qua anh em mình thì nhậu cũng khớ khớ. Nhưng mà phải nói là cái bia hôm qua uống hôm nay nó không đau đầu nhỉ. Vâng, chào anh em. Hiện tại thì anh em mình đang có mặt tại cảng cá Tam Quan, một trong những cảng cá lớn nhất ở Bình Định. Dạ đúng rồi. Thì hôm nay là em mấy anh em team Sơn Sơn Vlog sẽ đưa mình đi và kiếm một con cá gọi là siêu to khổng lồ, cá ngừ đại dương, về để ăn sashimi. Quan trọng là tươi là quan trọng nhất. Tươi, đúng rồi. Đấy, lờ lạ cá tươi. Anh đang nhìn ra xa đang canh cá nãy rồi. Cậu dễ dẫn đường mình đi. À rồi, con chào cậu nha. À, thế bây giờ mình sẽ đi ra đây để xem mà cá ngừ đại dương ở đây là có những loại gì nhá. Cá cờ bắt đầu. Cá kiếm. Cá cờ kiếm anh, cá kiếm á. Không phải, tôi vô. Cá kiếm. Con này con mực à? Mực xà lá. Mực xà lá. À, con kia hình như cá mập phải sao kìa? Cá mập, cá đó có mập. À. Hồi nãy xa xa là một xe đông lạnh cá rồi nãy. Em chào anh nhá. Ủa, con mực này to, mực này mực gì đấy chị ơi? Mực xà lá. Mực xà lá. Ôi, to thế. Ôi, nhìn này. Đây à. Chào các bác nhá. Này, to chưa? À. À chưa mà to như này rồi mà vẫn to như này vẫn chưa xếp hạng à? Dạ đây. Đây này. Quan trọng là sợ người ta không bán. Tươi à. Này. Tươi. Em chào anh. Sapa TV. Tươi xanh đâu nãy. Ôi trời. Tươi này. Cái này một con mấy chục ký à? Bán là con muốn hỏi để cậu hỏi cho quen rồi. Tươi là được. Nó tươi là được. Ví dụ 30 ký này. 30 cân. Đây không bán. Ủa. Ở đây có bán không anh? Nhập về công ty á, nó có tăng biển. Bò biển hả? Bò biển à? À. Nhỏ, nhỏ quá, size nhỏ. Size nhỏ. Cái con bò biển hôm nọ mình ăn, cái con mà to. Siêu to, dạ, đúng rồi. Con mấy cân. Con đang ngon lắm à. Con này ngon. Đó, anh nãy, thấy quay tí nha nãy. Ồ. Wow. À. Đi nhau. Anh ghi được đúng không? Tươi xanh à? Mấy chục con? 30 con. À, 30 con là trúng rồi đấy. Con này là tầm mấy chục ký ra, 50 ký không? Con mấy cái được cá cái tươi. Ồ, con này được á, con này được á. Con này tươi nè anh nãy. Ờ. Sao đó con này lấy chục cân à. Lên trại không? Lúc trên là cá nó mới hơn. Mới hơn, mới vô, mới xeo. Cá này từ nhất. Kinh nghiệm. À rồi rồi, mình đã hiểu rồi. Tức là cá này mới của cái kia kia nó vô. Rồi rồi rồi. 2 ngày thôi. Cá hại 30 ngày cái chị đường. Ý là được là chị vô luôn. À. Nhất là nó chạy được là nó chạy vô luôn. Rồi. Cái này là nó câu tay à hay là câu tay? À. Quay được em câu đã nãy nha. Ờ. Nhưng mà thường thường họ đi bao nhiêu ngày thì mới 20 ngày. 20 ngày. Thôi hôm nào mình xin đi được không nhỉ? Đây em không chịu nổi đâu anh. Đây này, lúc cá này là từ nhất này. Lúc trời là từ nhất này. Xong nó vô được. Dạ.
Đã nha. Đã, hấp dẫn đã. Con trượt nha, con trượt nha. Con trượt ra. Đây, nó nhám rồi, đâu có trơn. Ồ, con này cũng tươi. Nó lớp trơn là tươi á. Tươi xanh rồi. Tươi thế. Rồi mang luôn con này về đi. Thôi, cháu đây đây. Đâu, bây giờ đi ra kia mua đúng không? Đi. Vô trại mua cho con này cũng bao. Đây này, nhìn đây này. Chọc cái que này vào nhá. À. À, xem thịt này. Ok không? Bỏ ra. Đó. À. Nó đạt thì mới lấy à? Đúng rồi. À. Mấy con này là bị loại đây đúng không? À, loại sao á? Không biết. Tươi sao nào. Rồi, anh em vác cá nhìn nó đã nhỉ. Cảm thấy kiểu bà con đi biển mà được bội thu này cũng đã. Trúng được 30-40 con là vui à, vui à. À xem nào. 3 cứ 40-50 cân một con. À. 40 cân. 70 trung bình khoảng 50. Cá này là toàn cá câu hết anh. Cá câu hết nó mới chuẩn đấy. Đây nè. Ờ, kéo lên tiếp mà Hành ơi. Câu bằng mấy cần tre nè anh. À. Đó, mấy cần tre đó. À, nó câu bằng mấy cần tre trên này á. Đó, cần câu á. Đặc trưng à. Coi thử cái miệng có thì sao không? Xem cái miệng con cá. Không xem mà chân có bị sao không mà xem miệng con cá có bị sao không. Mình nhìn mấy chú mà vui vui là biết ghe trang này được vài chục con. Buồn là tầm có mấy con. Không ánh luôn. À, thấy cái màu xanh nó đã. Đúng là màu xanh nó tươi. Dạ đúng không? Bên mình cá của bên mình là thượng hạng đấy, nhưng mà cái khâu bảo quản nó còn hạn chế. Không biết cách bảo quản anh, là cá hàm lượng nó giảm. Nhìn đẹp không? Cái gì bà khi người ta câu lên, người ta sẽ lấy cái bộ lòng ra nãy. À. Không để nó bị hôi. Anh em mình vừa mới đàm phán được một chỗ mà có thể là mua cá tươi được rồi. Ở đây là người ta toàn mua theo nguyên thuyền không ấy, nên là hơi khó. Cá gì đây à hả em? Đây là cá ngừ anh. Cá ngừ à? Dạ. Cho em quay nhờ một tí nha. Dạ, dạ. À, con đây là đẻ mát lính đẻ của con cá ngừ đại dương của mình mua á. À, con này nhỏ hơn đúng không? Dạ đúng rồi. Như ghi bóc lên. Ờ. Con này nhiều không? Đang đào lên nè. Ồ. Cá này nấu bún mặn nhỉ? Hả? Nấu bún mặn, nấu bún. Cá này nấu bún với sốt cà chua. Dạ đúng rồi, chính xác luôn á. Đây là cá ghe nó đi cái loại cá đây anh. Còn ghe nào mà đi loại cá bự là ghe khác. À. Có dụng cụ khác. À. Mình rất là muốn trải nghiệm đi ở trên cái tàu như này nhưng say mà sóng anh, say sóng say sóng sợ không chịu được. Say sóng chịu không được không? Trăng năm nay ở quê mà biển trống nhiều. Sao ai cũng trống vô. Người nào cũng được 20-30 triệu tầm tầm cái đó. À. Mà khi mà được 20-30 triệu là trăng đấy đi làm cực lắm anh. À. À, càng nhiều tiền thì càng cực. Đó, mang em trượt á. Hay nhỉ, có cái trượt này nó nha. Bên kia là máy bào đá. Ừ. À, bào, máy bào. Đứng cái hồ ra chơi chưa? Ui. Đá bên kia trượt xuống anh, đá cây á, trượt xuống cái bào để úp cá. Máy xay à. Có cá gì không? Có bên kia à. Ấy giờ trời nó mới đi luôn mà. Đây là lớn lên chở xuống. Không, để lên là lấy. Để lấy. À, mình lên đây này lấy đi. À, đây. Dạ. Cá gì đây anh? Cá gì mà nó bé bé này đây nhỉ? Đây là cá thu. Hả? Cá thu anh. À. Đây có chủa không cậu? Thu là thu khơi. Cái này cái chủa. Cái chủa. Ừ. Còn đây cá cờ kín, cờ con. Cái này như kiểu đánh ghẹ đánh ghế đúng không? Đây này. Dạ đúng rồi. Cá bây giờ bắt đầu hết rồi, ngư dân thì bán hết rồi, còn mấy con. Cái này là phải dậy thì rất là sớm nha. Đây là mình vô, mình quay sớm tầm có 2-3 ngày trước là cá nó vô nhiều anh. Bây giờ hôm mấy hôm nay là biển động rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Đẹp lắm, mình rất thích cái kiểu. Dạ hết rồi. Ghi đây là bán cá xem hết rồi anh. À, bán cá bây giờ neo đậu đây. Ghi đây, ghi lẩu. À, nhìn thịt đây. Con của mình tí nữa nó như này đúng không? Dạ. À. Ok anh. Ok. Chân vừa quay lóc này. 1, 2, 3. Anh này ở... Cái này... Hà Nội. Lọc này khác gì em Hori Fan không? Vô.
Hai đây hả? Dạ. Nấu tiếng đi mà, em coi kia nên hoài mà. À ok. Em mua một con đem 7 kg vô đây nè. Sao qua đây mua? Em đâu biết đâu. Nào. Đây đi. Nhanh. Rồi. Ai đây? Ôm eo tí. Nhìn hấp dẫn nha. À. Cá này mới cá này. Cá này mới là ngon này. Sapa TV. À Sapa TV. Rồi. Ba chủ, ba chủ rất là xinh. Cá này mới đẹp lắm. À, cá này mới ngon này. Con mấy ký mà. Con này bao nhiêu cân anh? 62 ký. À. Đây là sashimi nè anh. À, hàng này là chuyển đi nhà hàng đấy à? Không, con mình thịt nó cũng ngon như vậy anh Hải ơi. Rồi. Chị này chị ấy lọc cá đỉnh đấy. À. Chị lọc có bao nhiêu năm rồi? 20 năm rồi. 20 năm rồi à? À. Lọc cá từ lúc còn là thiếu nữ đúng không? Bây giờ là mẹ thiếu nữ rồi. À đúng rồi. À. Quá đỉnh luôn. Thịt tươi nãy à. Chú nhìn đây mà lọc nhá, tí về lọc nhá. Dạ ok. Có được không á? Tí về hay búc chị vào đấy lọc cá cho mình luôn. Ở đâu? Sài Gòn hả? Ở Hoàng Mỹ. Ở Hoàng Mỹ đây hả? Dạ. Mấy giờ là chị hết giờ lọc ở đây? Đang ngoài đâu mình đi đó. À. Không có thời gian nhất định. Rồi, lát lấy số điện thoại. Quá đẹp luôn. Đẹp như này, chị luôn. Như này là xong rồi đấy à? Ừ, mới làm đây với chị. Đúng rồi. Để bỏ con kia lên đó, cho nó quay. À. Để bỏ con kia hôm nay. Đây chủ quán nha, rất là nhiệt tình luôn. Bỏ luôn hẳn một con cá đẹp lên để cho anh em mình tác nghiệp. Tác nghiệp, quá tuyệt vời. Cái này là mình bán là theo cân luôn à? Bán xỉ là bao tiền cân? À. Là mình phi lê rồi nè. Phi lê rồi. Phi lê bỏ đầu bỏ xương lại. Bỏ đầu bỏ xương đầu nè này đó. Bỏ đầu ra đó. Cái đầu đó mà làm nấu canh chua thì ngon lắm ấy nhỉ. Kia. Kia ai bê lên cho anh chị kìa. Hai cái cà mà nướng muối ớt. Hai cà mà. Hai cái này. Đâu? Cái em biết. Đấy nướng muối ớt. Tí nữa về anh em mình làm được như thế. Đấy, họ bắt đầu phi lê con mới này. Chạy cho đi. Nhìn này mới đa nhỉ. Tươi giỏi luôn. Cá mình cũng như vậy là chứ dễ. Cái này, cái cá này nó là vào từ tháng mấy chị? 12 tháng, có hết 12 tháng. Đủ luôn. Quanh năm. Cái tháng nhiều nhất là tháng từ tháng 9 trở đi. Tại vì cái này là đánh bắt xa bờ. Đánh bắt xa bờ là 15 ngày là sẽ vào. Anh. Ui wow. Bây giờ này, bây giờ sẽ xem nghệ sĩ này thao tác con cá này xong bao nhiêu phút nhá anh em nhá. À, xong rồi chị xử lý, chị bấm giờ đi. Đấy. À đây anh này đầu tiên là phải thử cá đúng không? Chất lượng cá như nào? À. Ôi dồi ôi, đỏ đấy. Wow. Ok đúng không? Đẹp. Ê, ơi, múa dao, múa dao. Coi còn 7 ngón nha chị. Nó dài quá đi, phải cắt bớt cái đuôi à. À. Xem nào, bấm giờ đi, bắt đầu. Đấy, thử xem cao thủ nhá, lọc con cá 60 cân, 59 cân này xem là bao lâu. Thấy bảo là cái phần đầu này nướng muối ớt là ngon lắm rồi này. Đúng rồi. À. Đây là Sapa TV.
Đúng rồi, đúng rồi. Quá điêu luyện. Đó. Đấy. Ai già cái vây của nó. Thấy không? Quá chuyên nghiệp luôn. Ừ. Đúng rồi. À. Ai già là một phát là bẻ cổ luôn. Quá điều liền. Cao thủ ấy. Thực ra là mình nhìn thấy mấy cái nhà hàng Nhật ấy, họ làm màu quá. Dạ đúng rồi. Là giống như chị này là mấy đường cơ bản mới xong. Đơn giản đúng không? Đội kia còn phải biểu diễn là chủ yếu, còn gặp chị là thực chiến, là thực chiến, một đỏ ăn ăn luôn. Xem nào, chất lượng thịt thế nào. Đấy. Mà tí nữa phải book chị này về mổ cá cho anh em mình đi. Rồi. Thế nào? Wow. Đẹp không? Tư xanh nào canh à? Ở bên nước ngoài em thấy nó còn cạo cạo mấy cái này ra, nó còn muỗng, lấy muỗng. Lấy muỗng. Còn sóc chỉ mổ là thường không còn gì để cạo. À, chỉ mổ thì khỏi còn, khỏi phải cạo luôn. Nhập mấy bếp trong Sài Gòn mổ cho bàn giấy. Chị ơi, chị mà vào mấy cái nhà hàng Nhật đấy là chúng nó tuyển chị luôn đấy. Anh nào mà đem con ra Sa Pa. Ờ, à, đúng rồi. Xoay. Sạch bóng luôn. Rồi. Bao nhiêu phút rồi? 2 phút 39 giây rồi. Quá đẳng cấp luôn. Em nghĩ một con tầm 4 đến 5 phút rồi nãy ơi. Cái này là nhanh ngang cơ, ngang sumo uống bia rồi. À. Quá nhanh, quá nguy hiểm. Rồi, cho bộ hài cốt ra kia. Bộ dao được bán luôn. Chị là tên là gì chị? Phượng. Chị Phượng à? À. 3 phút 11 giây. Nhưng mà bây giờ lọc hết ra để xem mà xong hết ra. Đóng gói luôn con cá này. Đấy. Để xem nào. Đó, bây giờ lóc xương. Bây giờ là lấy xương ra. Quá chuyên nghiệp. Con cá là nhỏ hơn hay lớn hơn vậy? Con này nên kiếm đấy. Được kiếm đấy. Mà chị mình tắm cho rồi. Chưa. Rồi. Ngon. Nó bóc màu lên đó, bóc màu lên đó. Phần lên nó đẹp hơn nữa. À. Con cá mình cũng không thua đây hồi nãy. Con cá mình là không thua kém như con này. Đúng rồi. Rồi xong. Rồi xong. Đây. Mình không lấy ra đúng không? Không. Đây người ta đây dài, còn nếu mà có yêu cầu lấy cái thịt đen ra rồi mình mới lấy. À. Là lọc da mới lấy, còn này người ta không có yêu cầu. À, rồi rồi rồi. Nó chỉ vậy. Tuyệt vời, cá quá ngon luôn. Cái phần này béo này. Cái phần này là phần lươn. Béo. Phần này ăn sashimi là ngon nhất này đúng không? Béo, nó có mỡ anh, phần này nó có mỡ. Ừ. Đây là bây giờ đang họ tài xuất đi những cái nhà hàng Nhật đấy các bạn ạ. Tí nữa phải xin số điện thoại của bà chủ để hôm nào mình về Sapa sẽ lấy một con về Sapa. Ok. Chỗ ông chỗ này bán cá đẹp không? À. Chọn miếng này, chọn thử chị cho. À đây là các anh em chị em ở đây thử cá nha. Không, à, chị chọn anh, chị chọn anh. Đi con chỉ cho cái lượng. Rồi, rồi. Đâu.
Ồ, đó tươi luôn à. Chưa tươi giống dưa hấu, phải như dưa hấu à. Đó, dưa hấu đó. Nhắm luôn. Phi đi ra. Phi đi ra. Có con nào đẹp đẹp cỡ như bà đó là được. Rồi, thích cho anh em ơi. Không, bây giờ là phi đi ra bao đẹp luôn. Phải không? Cởi được không? Cởi được không? Ba đổi nữa. Ba đổi, anh cũng phi đi ra có con đẹp. Wow, bao đổi, bao đổi. Bao đổi luôn, có nghĩa là bao ăn. Bao ăn thôi. Thử có một người quay. Đó, con cầm cái bên kia này. Cầm đó. Thôi, xiêm đó anh. Thôi, quất luôn cái này đi. Xiêm đi. Càng đi, càng đi. Nhìn cái con này chứ. Con ba. Nếu mà tao chặt tao nhận biển tao chỉ tránh em biết đâu. Rồi, rồi, rồi. Con này là khoảng bao nhiêu cân em? 57 kg. Ok. Đâu, cân thử thế nào? Anh kia bỏ anh cân, cân thử đi. Tao để lát căng vô. Nhưng mà phải nói là con này to thật đấy nhờ. To. Dạ. Con muốn con này to. To nãy à. Hả? Con này là tết thịt luôn rồi. Ê sao con kia da nó bóng vậy mà? Con này da nó. Con này là mới. Mới luôn hả? Không, con nó nửa má. Mấy ngày rồi con này câu mấy ngày rồi? Con này hồi hôm. Câu thì không biết là mấy ngày nhưng mà mới vô hồi tối. À. Con này con nghĩa là cậu coi cá được mà cậu. Đây đây. Còn con này là con mới hồi sáng nay. Đâu thế nào? Đó thì con này vẫn đẹp. Cho con này vẫn đẹp. À, nhỏ, cái nhỏ. À. Nhỏ mà có bỏ. Thôi được rồi, mình quất cái chơi khô máu với cái thằng to nhất này đi. Đúng rồi, để rồi, lên căng anh đi. Đây đây. Đây cho camera quay cả coi camera đây. Mưa nào. Nào. Anh. Thì lại ban của bạn. Cái đá đó. Có nặng còn đá nhiều đấy biết không? Thôi cứ căng cây 57 là được rồi, không cần thiết. Cây 57 là bạn lấy 57 rồi. Đưa ra. 58 kg. Bỏ đó rồi. Rồi. Đúng rồi. Bỏ 57 kg. Rồi, cho lên xiên vũ đi. Không, để lấy một thùng đó bỏ vô cái đó trở về. Rồi. Muối đá phải muối đá. Có. Đó giữ lạnh chứ. Nó còn lạnh không? Không, bây giờ đây cần gì muối đá, đây chị để. Rồi chạy về dập không? Phải ba chi bỏ thùng á. Đây này. Đây đây, lấy cái thùng này. Lấy thùng dài, thùng rước để đàng hoàng. Hôm nay mình ăn sashimi đúng theo kiểu thượng hạng luôn. Để em kêu một con nhỏ hoa hậu ơi chú em. Xong rồi. Phê lên. Cho thằng Toàn nó phê. Xong rồi thả lên chỗ con bé đây được chưa? Nào. Em được. Em có hoa hậu mà. Về làm chỗ này thấy toàn mẫu hậu, con thấy hoa hậu. Về lấy một cái miếng dây dán dài. Để lên. Cho nó nằm luôn, mình úp đó cho nào khi mình làm chuẩn bị rau rác đầy đủ nước chấm xong xuôi cho lên thẻo em xẻo đâu món anh nàng tiên cá ngủ rồi mà xẻo đâu ăn đó đúng rồi cô mày rồi chị cho em cái thùng xốp đó chị ơi mình chơi có Luxy chị triển khai giùm em nhanh đi ừ cho thùng chút cũ rồi để thùng mới mới nè không mới nè con bán cái là con không có bao thùng thùng mới là 100.000 một thùng rồi được không anh này gì thấy con cá to mình ngồi với con cá rất là nhỏ bé luôn nhưng mà con này con 60 cân đấy, 57 cân. Hồi trước em đi biển á, em kéo một con vô bờ căng mổ ruột ra hết căng lên 96 kg. Em kéo được á? Em kéo lên luôn. À. Đấy là người thật thật. Dễ mà có đem lưới à? Vũ này là ngày xưa cũng rất là đi biển. Ở nhưng mà đi biển. Em kéo nhưng mà thằng này câu được cá lên phát nó ăn hết luôn. Nên là thôi cho ở nhà. Có anh em cậu đi kêu con cá cong bị dài nó 2m30 lên. Bị dài con cá 2m30 lên. Thở đi, con cá đây là chỗ biết nghe ở tỉnh nào luôn nè. Biết tỉnh nào luôn nè. Rồi chút nữa ăn nữa. Chút nữa ăn tọa độ bao nhiêu tôi biết. Quá đẹp luôn nãy à. Cho nhiều đá sạch một tí cho luôn lên đây này. Cho nhiều đá lên đây xong rồi anh em mình. Đúng rồi. Bụp luôn. Đúng rồi. À nó còn liên quan giật thịt à? Anh ấy có cần một bé nào bằng bikini để mình không nó phải ấy luôn chứ. Nó phải hỏa thân luôn chứ bikini là hỏng luôn. Đó, đó rã lên anh em. Đó, giữ đồ lạnh nha. Nếu mà như tầm chiếc mình chơi con này nè. Nếu mà bình thường ở nhà người ta ăn cái con này là vô cái lạnh nó tươi. Rồi cho cá lên. Cho anh em. Lọt không? Lọt cá không? Lọt. Sợ nó dài hơn hết á. Đây nè. Đừng ạ. Dạ hơn, cắt cái đuôi thùng ở đây. Đi vào vô đằng, cắt vô mát. Thẻ nó không? Vậy thì đẹp. Lọt lại, lọt lại. Lọt lại, lọt lại. Đây gần á, có 10 cây mà. Rơi xuống. Đưa đây xuống, đưa đây xuống luôn. Không, 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 không. Cho thêm đá lên, cho thêm đá lên. Không, không, không. Lấy cái bên kia tiền, đưa bên kia quán đi tết cho mọi người. Đúng rồi. Chờ cái nắp. Đá nhờ, con cá nhìn phê nhờ. Ngàn cái toàn đen luôn. Ừ, tính nha. Nhưng mà ở đây thường là bán tại đây là bao tiền cân? À, 100 ở đây là bao tiền một cân? Em biết nữa. Để xem 27 ngàn. Bao nhiêu ngàn? 27 ngàn. Ok. 127 ngàn là nhân lên bao nhiêu tiền rồi? Nhân cho anh đi.
Một cân là bao nhiêu? 127.000 à. Em 27 ngàn 1kg. Ừ, ok. 7.239.000. 7.239.000. Anh Hải, ngày hôm nay là để em nha, anh em à. Rồi, nhất trí. Rồi, đưa cho em là 7.330.000. 7.330.000, cậu đếm đi nha. Đâu quá thật không? Đâu đâu không? Đây này đâu có đầy nếp lại, trời đâu có đếm kỹ không? Không 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 phải đầy lắm đâu. Anh cho đá nhiều nhiều lên lên. Chỉ cần là nó không vỡ cái thùng là được. Mình lấy cái thùng này tí này mình bày lên đây luôn. À đúng rồi. Có phải mua thêm đá không? Đá bây giờ người ta hốc đầy đầy lên cho mình luôn. Tí là tí nữa để mình bày lên đấy. Mình lấy đá thì mình lắc xe. Không nhưng mà phải đá. Bán cho tôi một cái thùng đá đây mà xây được không? Thùng đá xây hả? Anh, anh đổi. Cái bàn kia. Thêm vô anh. Một thùng đá đây luôn. Còn như vậy là em xe có chừng 10 ngàn thôi ạ. Rồi, bây giờ mình khiêng ra đây. Rồi, rồi Vũ Béo đây, 12 thằng này. Rồi. Bao nhiêu năm tập tạ hôm nay đi. Không được. Lên, từ từ. Tiền năng hậu hợp. Đẹp có dữ, đẹp có dữ. Này, nhưng mà nhìn như này giống kiểu khiêng hòm thế nhỉ. Vũ, đẹp Vũ. Lên nhạc, lên nhạc. Lên nhạc, lên đầu. Vũ điệu khiêng hòm. Vũ điệu khiêng hòm. Vũ đâu? Vũ điệu khiêng hòm bắt đầu. Anh em đâu? Vũ điệu. Người ta là vũ điệu khiêng cá, còn anh em tôi vũ điệu. À người ta khiêng hòm mình khiêng cá. Này, cá to. Nhìn thấy khủng không? Đây 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 đây. Lọt. Được. Phải áp tải chiếc xe mới được anh Hải đúng không? Ờ. Đó, uy tín nha. Vừa tốt chưa, vừa tốt. Đây. Vừa lên. Vừa vô. 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 Nó sang luôn. Rồi, khấm, khấm. Rồi. Đâu, tất cả đứng đứng đây thế nào? Chuẩn bị nào. Ảo thật đấy. Nhảy quá nhảy. Rồi. Chờ, bây giờ để anh chở cho cái này đi kiểu gì đây? Xe đi kiểu gì? Chờ lấy thùng đá nữa hả? Thằng tay ngay. Đây, thằng tay có thằng tay luôn. Nhưng mà nó số lùi số tiến kiểu gì đấy? Nó lùi rồi anh. Bây giờ đang lùi à? Dạ, không đang tới. Thế lùi lùi kiểu gì? Lùi là đạp cái này. À. Đó, cái này ngon chứ. Xíu thêm nữa. Đó. Lùi luôn hả? Cái phanh này nó không ăn thế nào luôn đấy. Không phải quen anh. À. Yên tâm. À đây mình tiến lên luôn mà đúng không? Tao chưa nhặt mấy đá để bảo là cầm đá luôn. À, anh em lên xe đi. Lên xe đèo, lên xe đèo đi. Hả? À, kỳ công đúng không? Nhưng mà đây người ta gọi là áp tiêu con cá. Đúng rồi. Wow. Nhưng mà Vũ ngồi trên này êm quá nhỉ? Êm anh quá em mình ngồi đây. Mà cánh đồng ở đây bà con gặt hết rồi nhỉ? Đúng rồi. Ừ. Wow. Mà. Hả? Lạnh, cậu tư, cá cực tư luôn. Nhưng mà phải nói là con cá này là tuyệt vời đấy. Dạ đúng rồi. Ừ. Anh biết tại sao người ta cắt cái đuôi không? Để máy phát hiện. Sao? Để nó chỉ cái thú ra nó không cắt con này. À đúng rồi. Đỡ tanh đúng không? Ờ. Người ta có kỹ thuật hết đấy. Đã thấy cây tự không? Cây gì đấy? Cây sò bắt. Ờ. Hôm nay là anh em mình sẽ giải quyết con này là sashimi. Ôi wow. Ôi Vũ ơi, Vũ ơi, cẩn thận Vũ ơi. Ôi Thành công rồi anh ơi. Ôi xe em có sâu rùa mà. À có sâu rùa này.
Ui dồi ôi. Anh em thấy anh tải con cái gì cực không? Kìa xe ta bong bong đi dặm đường nha. Nói chung là con xe này của Vũ là sinh ra để chở con cá này đấy. Hợp lý luôn. Vừa khít luôn. Vừa cá luôn. Còn đủ đồ lạnh không? Còn. Đó lạnh luôn. Còn này chứ phụ đó em đang tại chỗ luôn á. Chèm nó mà lạnh mình em mặc dưới. Anh nghĩ là anh nghĩ là tí nữa là cứ để như này luôn, khật luôn đấy. Đúng rồi, lại luôn, xí luôn. Dài, lấy cái dao cái mình để xuống đường. Không, giấu xíu mà mình lật lại mình lấy mặt dưới á. Lạng đây. Mặt dưới nó lạnh hơn. Đúng rồi. Nhưng còn... mà con cá to thì mình chỉ lấy một phần nhỏ nào ngon nhất thôi chứ đâu phải cái nào cũng ăn qua sẽ bị ngon. Nhà đúng rồi. Bây giờ một khúc hồi nãy. Hôm nay là anh em mình ăn theo kiểu gọi là xa xị, sang xin mịn. To này làm lát lát nhỏ nhỏ thôi. Sang xin mịn nha. Hay là chơi kiểu dưa hấu, ăn dưa hấu. À, kiểu gì cũng được. Wow. Thôi bây giờ anh em mình ra đòn đi nhờ. Ra đòn đây. Ra đòn, đụng đòn đây anh em ơi. À, bây giờ là anh em Sơn Dược Vlog sẽ quay chi tiết cái khâu chế biến món cá này như thế nào. Yeah. Còn mình xin phép là sẽ đi review quanh quanh đây. Ok. Đấy, quay nhà mới. Rồi cây mai các kiểu. Đây, tiêu này anh em ơi. Đây là cây mai quá đẹp luôn. Hôm nọ tôi có cây mai rồi nhưng mà phải nói cây này cũng rất là tuyệt vời. Anh em, cụ cấp này. Anh em thấy bầu đế không? Ờ. Bầu đế tương đó đẹp nha. Ừ. Ờ. Cái này vanh này phải hơn trăm ấy nhỉ? Ở trên nhà em có một cây vanh một mét mốt á. Một mét mốt. Dạ. À, tí mày đưa anh đi chơi nhá. Dạ ok. Nãy em sẽ dời cái cây này qua bên cây cốc này. À. Cây mai cốc. Đúng rồi, cây mai cốc phải rời sang cái chỗ cốc này này. Chậu cốc này mới được. Chậu cốc này vô để mới vô thế tại vì em đang chơi Tết chơi. Qua năm là tháng giêng mình mới chơi được. À. Chuẩn bị em dời thêm một cây mai 100 năm tới kia nữa. Đây chú cho anh mượn cái mic này, anh nhờ Hiển đi giới thiệu qua cái nhà mới cái bởi vì là mình thì cũng đang làm nhà. Đấy nên là nhờ em Hiển tư vấn cho. Đây. Tò thế này kêu nhỏ cái gì nữa. Đẹp đấy. Nhà em cũng mới xong được một tháng anh ơi. Em chưa về nhà mới. Dạ. Thế à? Dạ. Chưa về nhà mới, bao giờ về nhà mới? Em khi nào em trả nợ xong rồi em mới về. Ở ngoài này ốp đá này, hình như đá này đá mạ vàng hay sao đây? Đá tự nhiên anh ạ. Đá tự nhiên hết. Đá tự nhiên. Mình phun lên thôi. Phun xong rồi phun bóng mà bóng này loại bóng siêu chịu nắng, siêu chịu nhiệt. Siêu chịu nhiệt. Chứ không đeo nắng là chịu được. Ok. Đây là đá mắc bồ. Giá vun gút đẹp. À phòng thờ lại ở phía tiền sảnh này luôn. Đấy. Tuyệt vời. Yeah. Đơn giản thôi. Nhà đơn giản mà. Không gian mở nhà theo kiểu hiện đại. Yeah. Nhưng mở hết anh. Nhà không có hàng rào luôn mà. Ồ. Oh. Yeah. Như này nó mới thoáng này. Dạ. Yeah. Mở hết. Ồ, ở trong này là ốp đá luôn à? Dạ. Yeah, hay là nhựa giả đá? Không phải đá. Đá thật luôn. Đá thật luôn. À dạ. Đẹp. Hả? Đẹp chưa? À. Nút vàng. Đấy Sơn Dược Vlog còn nút vàng, Hải Sapa TV còn không biết, còn chưa bao giờ lấy nút bạc hay nút vàng gì cả. Được anh không nhận hay sao? Anh lười lắm. Nhưng người ta gửi đến nhà thôi, người ta gửi đến nhà. Hay kỷ niệm mà, như kỷ niệm chưa? Ba nút bạc à, nút bạc rồi. Rất nhiều nút bạc treo đây. Nhưng mà làm hơi sâu, nha phía ngoài gì nó dễ. Còn đây là không gian bếp này. Anh làm bếp anh cũng em tư vấn anh sử dụng loại này nè. Thằng này là nó chống thấm dữ lắm. Anh thì dụ anh đổ mắm xuống, nó cũng không anh lau lại nó sạch chứ nó cái này gọi là nguyên liệu này gọi là gì? Đá solid sulfate phay. Đó là đá nhân tạo nhập hàng quá kìa. À. Đây là cái của cái bếp này nè. Là chỉ có thằng solid mới uống cam được chỗ này. Nó thông thường là người ta sẽ ốp vuông ra nè, cái cúc đây nó sẽ sạch. Uống cam luôn. Toàn xưa nó thợ đá này nè. Em là ngày xưa em làm đây 7-8 năm rồi. À. Nó thợ giỏi lắm. Quá đỉnh. Chờ nhà nãy mới khủng. Không, nhà đẹp mà. Nhà này thì mấy phòng ngủ? Nhà em 3 phòng ngủ. Anh dùng anh. Anh đây là bên thi công. Thi công nội thất nha. Fan của em á, fan em làm luôn. Fan của em xong làm vô nhà em luôn. Em mà đến từ hãng nội thất nào đây? Mộc Sang. Nội thất Mộc Sang. Ở Quảng Nam, Quảng Ngãi. Ở Quảng Ngãi. Mấy con vui đem tới đâu? Vui rồi. Em là đem vui. Đem vui đâu á? Đem vui hậu lộ. Nhà mình là có xưởng luôn à? Dạ, công ty luôn anh. Ok. Ổi hồng ngon lắm. Trong này là mấy phòng ngủ em? 3 phòng ngủ nè. Dạ. Diện tích xây dựng ở đây là mấy trăm mét? Dạ, 250 mét vuông. Đấy, phòng đẹp này mà. Hôm qua bảo về đây ngủ luôn. Ngủ luôn. Dạ. Bật đẹp. Đèn lên, bật đèn lên. Đấy. Đấy không? Điều hòa mát lẹ nhá. Em chơi bằng ngõ một trận. Đây là bà bầu y tí nhá. Đó, cái là bầu này dễ thương này. Ừ.
cái labo nhìn tổng thể nhìn thấy đẹp, đúc nghề khói, đúc lên khói luôn. Nghệ thuật nha, nông nghệ thuật ở Việt Nam mình để làm thợ mà làm được cái này cũng không phải đơn giản nha. Thì sao? Cũng tay hàng đây làm để nhập khẩu hết. Cái này là ghép hết này. Đây là con anh rể em làm nhiều mà ghép lại, mà ghép nha không thấy mấy. Anh chị nha em mà làm chuyên làm mảng này hết. À thế à, thế hôm nào phải nhờ ông tư vấn. Công ty ở Sài Gòn có, ở Đà Nẵng cũng có. Đà Nẵng cũng có. Phòng làm việc của em chuyên nằm ở phòng kính này. À. Em thích cái phòng này. Công nhân mở hết. Đẹp quá. Đi chơi đi con. Dạ đẹp bác. Công nhân mở hết anh à. Nhìn nó bùi chuối ở kia luôn. Qua nhà sàn nhà đất em bên kia luôn. À. Qua phim trường luôn. Đúng rồi. Phim trường xin anh em mình sẽ qua. À ok, lát nữa anh em mình sẽ qua phim trường của anh nhé. Chủ yếu là phim trường à. Em thích dân giả. Dân giả hơn. Anh em khách, khách đa số chơi. Chào bác chẳng chữ nha. Con trai lớn em. Bác đi con. À, chỗ này. Chỗ này là làm được khoảng 3 mâm. Đúng rồi, đúng rồi. Mấy cái bàn này bàn già để anh em mình nhậu. Xí nữa mình đem cá anh bỏ đây mình chơi luôn. Quất luôn ở đây này. Được đúng rồi. Anh thích nhà đất cái nhà sàn nhà tranh được, anh muốn ở đâu? Ở nhà nào cũng được. Chiến lên đây. Chiến luôn ở đây. Qua kia mình review cái tùy anh Hải. Anh Hải là ưu tiên hàng đầu. Ưu tiên đấy, bởi vì là đây là còn chưa vào nhà mới các bạn ạ. Cảm ơn anh em. Đây à, hả? Sao? Để xài lên để quay clip. Quay clip á. À. Bị kênh bị tắt công tiền cái. Chưa kịp vẫn, à? Anh em vẫn quay bình thường mà. À, vẫn quay bình thường mà có gì đâu. Khán giả hâm mộ. Ờ. Nhưng mà những cái nhà sàn này đẹp mà. Dạ. Yeah. Anh em ngồi đây thì nó mát lắm. Mát hay. Còn đây là phim trường sản xuất ra rất nhiều bộ phim triệu view đây. Nhà đất bây giờ ở quê hiếm ít người còn. Em phải trồng hết hàng chuối bên kia nữa để nó xe mấy cái nhà xây đi. Em đang trồng cho mát đó. Này. Bữa giờ mới quay bữa rồi. Mới quay đầu dê đây còn than còn củi đây. À. Hôm nọ nấu cái đầu dê đúng không? Dạ đúng rồi. Ừ. Quá đẹp. Dân giả, nhà đất này nó mát, được cái mát. Cái máy này máy tranh sen á, anh có biết tranh sen không? Biết chứ. Tranh sen là bề hôm mà hồi xưa là người ta chuyên gia dùng tranh này. Nhà tranh gọi, người ta gọi là nhà tranh vách nứa. Ở đây là nhà tranh vách đất là chuẩn luôn đất. Này chát là chát bằng đất như bùn với rơm trộn vô với nhau. Đấy. Bùn với rơm trộn vào nhau. Có cái giường này nữa. Cái cổ này nè. Cổ đây nhà xe này nữa. Cổ này lâu năm rồi. Của ba cụ kia hồi xưa cũng mấy chục năm á. Xong rồi xin lại bỏ cái cốt rồi mình làm lại cái ván đây. Ừ. Đẹp. Dân giả đơn giản. Ai cũng có phim trường. Nhà đất quay nhìn nó dễ thương. Chưa, mới chưa hoàn thiện, chừng trồng cây cối lên cho nó bài bản. Lỗi kỹ thuật. Lỗi kỹ thuật. Vậy thôi, xíu à. Rồi anh em chuẩn bị ra đòn thôi nhỉ. Rồi ok. Ai vườn chuối hôm nọ đây. Trước vừa quay một tập đi vác cái quả chuối về đây đúng không? Nấu với cả đúng rồi, đúng đầu rồi. Dê đúng không? Ở quê mà oi nè, nắng oi. Anh ở Sapa chắc là mát. Mát. Sapa bây giờ thì nó là mát nhất rồi. Dạ, người ta đi du lịch mùa này người ta đi chắc nhiều à. Nhiều. Quay từ. Hả? Thấy con Phan coi đi. Đúng giờ bỏ xuống đây. Lên nhanh nhanh. Đâu đúng giờ đâu. Chưa, đã được giờ hoàng đạo đâu mà bỏ xuống. Đã được. Wow. Ngang cái bàn chào. Wow. Hình cái bàn này thiết kế cho con cá sao nó vừa luôn anh Hải. Đúng rồi, anh nghĩ là cái bàn này là thiết kế cho con cá sao anh đi. Vua đầu bếp đâu? Cái bộ dao chuyên nghiệp chuyên thẻo đâu anh em ơi? Vũ ơi, em lựa cái dao nào. Dao tạp tạp này. Ừ. Cái phần nào phần lạnh? Phần nào lạnh hết nè. Rồi phần này lạnh rồi đấy. Wow. Cái này cái để ra cho lạnh ha. Dạ. Lạnh ngắt luôn, con cá nó to nó giữ lạnh mà. Đã nhờ. Nhìn thấy cái mắt ở đây này. Anh em nhìn mắt đây này. Mắt nó còn trong như này đủ biết là nó còn nó có rất là tươi. Đặc sản là gì mắt cá ngừ đại dương. Ừ. Đèn pha đại dương, đèn pha đại dương á. Đây em dai đứng ở trong này. Đấy. Vũ ơi, đầu bếp chín rồi. Mày bé quá nên là mày che hết camera mất. Rồi, kéo tới về đang xíu. Vũ biết chỗ nào ngon không đó? À. Đẹp quá. Ui. Ui. Rồi. Qua đỉnh rồi Vũ ơi. Bây giờ mình đi từ đây đi xuống đi. Đây phần lưng này. To quá chứ Dũng không chưa tác nghiệp bằng cá to vậy hay Dũng? Ơ cái này người ta phải cắt như này chứ. Ông người đây người ta tôi thấy người ta cắt xẻo ra này. Xẻo ra này. Cắt phần con này đó. Đưa đẹp đi. Đợi nãy đây. Anh quay lợn nó quen rồi. Dũng nó chọc sâu vào. Cái tay trái nha. Từ từ bình tĩnh. Chào bạn lắm. Ui. Cứ từ từ bình tĩnh mà làm. Từ bình tĩnh nha. Bình tĩnh mà rung nha. Không bự đâu. Quan trọng cá ra nhìn đỏ đẹp không nè, hồi nãy thử rồi mà không biết bây giờ ra sao nha. Ba còn bao hành không? Còn. Bao em bao đổi mà.
chỉ mũi dao xuống. Chỉ mũi dao đúng không? Đây, 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 đây. Tôi nhìn ông làm. Chính xác. Rồi, làm gì quá. Ấy. Do đâu đây? Dễ là cho ra mười mấy năm biển là cũng hơi bị yếu quá nha. Không, mở mình lấy bụng không mày. Lấy ruột đi, chưa lấy... Lấy thịt. Đó, mình ra đoạn này nè. Rồi. Rồi mình đi một đường xuống đây luôn anh. Mình đi. Một đường xuống luôn. Đây 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 đây. Đây. Đó, đúng không? Đúng rồi. Đúng rồi. Đây mày ra đoạn đi này. Được không? Toàn thằng này toàn một người làm toàn da nguy hiểm rồi. Đây ở phần giữa đấy. À, mày cất cái tay ra đi toàn đây, không một tí cái để lại cái tay bây giờ. Kìa ngón tay kìa. Rồi. Sâu này luôn thôi. Đó. Sâu hết cơ vào. Sâu hết cơ vào. Lúc cán luôn rồi anh ơi. Lúc cán luôn. Cái mũi vũ dài. Đi sâu luôn luôn nhỏ ơi. Ê sao nhìn nó đèn nha. Không phải đâu, cái đây là cái chỗ đấy là mình gần méo quá. Sẽ lạng đây bổ. Ờ. Trạng quay chuẩn bị mù tạc đầy đủ chưa? Có luôn, có sát sát xương vô ơi. Sát xương vào. Sát xương vào. Đừng để cho nó sót. Toàn thẳng cái tay ra toàn. Tí lại để lại cái ngón đấy. Rồi, quá tuyệt vời. Từ đấy. Mà thân cá đẹp không đây nha. Đây, sạch sạch ra. Vô ơi, cho dao sâu vô vô ơi. Mình cũng chưa chuyên nghiệp mấy. Cái này vừa nãy phải đáng nghĩa là phải. Ôi trời ông này ông cắt. Chưa. Cá to quá, khó. Dấu nó cắt là chưa sát xương mà thịt còn trên này quá trời mà. To quá. Từ. Cứ bình tĩnh. Còn thì mình làm cái chiêu khác nó ra hết rồi. Không, nói chung là tí nữa vào nấu canh thì ra hết. Đúng không? Bắt đẹp. Sashimi mình chỉ cần một cái mảng này thôi. Rồi nhấc lên. Rồi, ngửa lên. Rồi. To quá mà. Được rồi, Vũ đứng ở trong này. Đây hai thằng mày chạy vào trong này đi. Đấy, thằng lạch rạch ở trong này này. Ôi cái thịt này. Miếng này. Cái này để này. Cái này qua một bên này. Rồi. Bóng nắng luôn. Bằng sạch mà. Ôi cái này cứ từ từ. Đấy, lạc qua đây đi. Dứt luôn đi. Không có dụng đâu. Ăn qua xong mì cái này đi. Tảng nè. À, thằng này nó cố tình cắt thế này đấy. Cầm lên nó. Đây. Anh Hải, dài chưa được cho giờ hàng Hải rồi. Miếng mình như thế nào? Đó. Chơi cái này đi. Thẻo miếng mặn mỏng này vô ơi. Ui, này. Ê, dưa hấu à. Ô. Làm gì ấy đi. Đây, mỗi thằng một. Anh em mình tung đòn đi. Đây này. Không, chưa có mù tạt. Chưa mù tạt. Cho thêm mù tạt, mới cho thêm miếng chẩm chéo không? Cho tăng cái độ cay. Đó, này. Uy tín nha. Đấy, được rồi. Đó. Này, đây. Wow. Mày, ưu tiên chủ nhà. Đây Vũ đứng vào trong này coi em. Coi cái đồ mình như thế này. Do mình cũng không phải là dân chuyên nghiệp là trong cái lĩnh vực cá, nhưng mà nhìn nó mịn lắm anh em. R này, nó mịn một cách bá đạo luôn. Cái này mà năng kỹ luôn à. Chưa được đó lắm. Nếu mà cái này mà ra nhà hàng chắc là mỗi miếng này thôi nó đã tiền dạ. Nhiều rồi. Mình không biết cái đạt tiêu chuẩn chưa, mình không rành nữa. Nói chung là cũng thôi. Cũng bây giờ được bây giờ để một cây. Cho mù tạt vào đi. Cá này là ngon rồi. Chấm chéo mù tạt vô luôn. Tại vì con cá câu đèn á là cái thịt nó không có đỏ bằng con cá câu ban ngày. À. Không có ánh đèn là có thịt nó đỏ hơn cái sao này sao lại thế em cũng biết nó chịu ảnh hưởng với cái ánh đèn sao em cũng không biết nữa anh em ra đo đi nhưng mà anh em mình lấy một miếng đủ thôi nha rồi mỗi nhà miếng đi ê, đúng chứ nữa thanh à làm miếng này thôi nó mắc tiền hơn mà chơi một khúc này thôi chứ chơi to quá chơi không thấy đâu đấy y như là dưa hấu không khác cái màu luôn à rồi chậm chéo đâu cái này được rồi không cho thêm thôi anh em dùng chung một dĩa luôn cũng được các bạn mỗi thằng một đĩa đi phải chấm chéo thêm vô đó, ôi rồi. Dẻo rồi đó có chấm chéo chưa có rồi mời anh Đại Dương chấm chéo cho mù tạt được chưa có mù tạt rồi anh ok ơi. Tới nắp luôn mới chịu rồi. Nha chị em nói đây kia giờ đâu đây luôn hả chơi vậy nó hòn dạ hôm nay cá thì cặp môn rồi toàn ra đòn trước đi từ từ nhá để cho toàn ra đòn này tung đòn tung đòn ớp đây chấm chéo mềm anh, nó mềm. Ôi mình ôi. Có bò tạc nào không? Ôi. Đủ độ nào không? Rất là mềm. Vô mập vô. Mềm, ngọt đây. Ngon không? Đâu, thằng Vũ mập đâu thế nào? Đây, mình cầm đây nó lạnh cái tay mình đã quá. Ờ, nó mới như mình này. Mà nó mịn sao như này mới sướng. Chuẩn luôn anh. Mình mua cái xứng đáng nè. Anh hãy dùng đi ơi. Phê hết. Tan miệng luôn. Tan không? Tan miệng luôn. Anh đừng nhai. Anh múc thôi. Tan từ từ ra miệng luôn. Mời em nha. Đúng cái này thượng hạng ấy. Thượng hạng luôn. Tan trong miệng luôn. Đâu. Quá chất lượng. Mềm tan trong miệng luôn. Rồi. Cái vị chấm chéo nó. Thôi, mời cái nhà nha. Rồi. Không, chấm chéo hợp á. Cây phải cây vô này á. Từ trước đến nay mà tôi đi ăn sashimi cái cá ngừ này ở nhà hàng Nhật rất là nhiều rồi, nhưng mà đúng là hôm nay
phải nói là đúng là người ta bảo là lờ lạ cá tươi các bạn ạ, ngon. Mình múc được luôn mà, nó mềm mình múc được luôn mà. Tan được miệng luôn. Wow. Rồi, tiếp tục nhân ra đó nha anh em. Cho hết quả ớt luôn à? Dạ. Quá vậy? Cái này mình đưa nha mấy cao thủ mà sao mì à. Cao thủ sao mì làm mới đúng bài nữa. Anh em chơi hết mình thì cứ đầu luôn. Đây là anh đúng ngập mồm luôn nè anh em. Mềm nhá. À, các bác hết sức thông cảm, anh em tôi ăn uống cái này nó hơi ngồm ngoàm một tí thôi nhưng mà biết là sao mà nó ngon miệng nhất có thể nhá. Thơm. Cho ít rau thơm đi. Đây Hải ơi, của Hải đây. Đâu? Đây rau thơm Hải đây. Đó, kèm với cái tô mới đỉnh. À. Ủa cái đây ăn wasabi đứng luôn hả ta? Tiệt đứng mà. BBQ mà. Tan được miệng luôn Hải. Nãy anh mình ngồi thấp xuống quay thì cá cho đẹp này. Wow. Ngon quá quên luôn. Quá đã Hải. Chiên. Hết chiên. Ôi Vũ. Thêm chấm cháo vô anh chơi. Chấm cháo nó thấy hợp á. Đoàn cầm. Chấm cháo nó kè ra, nó hợp cái món này. Quá đã luôn. Cho qua đây nữa. Reo quá Vũ. Cho thằng Vũ, nó thèm quá rồi. Reo mày Vũ à. Đấy, lấy hết rau dưa vào đây. Mở đem nha. Wow. Ngầm mồm mà. Rồi tôi ăn miếng này phải tầm cân rồi đấy. Phê quá Hải ơi. Ui, ra cái mồm nha. Ăn phải ngập mồm nha. Wow. Ngon. Cái này mà có đảo á. Thiếu nhiều wasabi chị. Thêm wasabi vô. Thêm rồi, thêm nồng vô nó lên tới ốc mới đã. Wasabi vô, chấm cháo nhiều vô. Lên tới ốc mới đã. Mà nè nha. Hai chai luôn đi. Thêm chấm cháo nhiều vô. Tan miệng luôn. Đây, thử đi dưới đây nè. Đúng rồi, thịt thượng hạng nhờ, đúng không? Giá trị anh em mình không hôm nay xứng đáng á. Hôm nay là xứng đáng anh em tôi dậy sớm. 263 nha các bạn. Rồi, mang bia lên nào. À, bia. Rồi, bia tặng đâu? Đấy, bia mà. Thôi anh chờ em về nhà lấy khóc cái làng này. Thôi, lấy bia camel đây. Lại tung đòn, đứng đây chờ em, đứng đây đi. Thường hạng anh ấy cầm miếng em phi lê ra nha. Chậm chéo cho mình đang bán là 100.000 một lọ. Riêng cứ lấy mật khẩu là kênh Sơn Dược Vlog thì mua 3 lọ tăng 1 lọ, châu qua bếp mua 3 cân tăng 1 cân. Đấy. Số điện thoại là 0974 686 389. Okay, hoặc truy cập vào website sabatv.vn. Ok. Xin thành cảm ơn. Làm luôn em ơi. Đây là 1 phút quảng cáo bắt đầu à? À, 1 phút quảng cáo bắt đầu. Thôi anh em mình ra đón đi. Đây. Còn hôm nay là xin chân thành cảm ơn nhà tài trợ hãng bia Camel. Camel đã tài trợ cho anh em tôi bia uống cả năm luôn. Cả năm luôn. Rồi đây. Đây, ra đón đi Hải ơi. Đây, mày mới về đi. Để đá vào này. Sang vô đây. Đây, sang đây. Ôm lon. Cá to mà bia cũng to luôn. Ờ. Siêu to. Lon này là lon nửa lít, nó uống thì bè mồm luôn. Chơi trực tiếp luôn. Mạnh gì vậy? Ừ. Chích cà bèo ha. Cho sang miếng này. Ồ, bia này cho sang. Trời. Đây, có miếng này rồi. Đây. Đây, sang. Ngập mồm lắm. Chiến đi. Chiến luôn á. Lấy cái lì, không có lì chơi nổi đâu. Đây. Chiến đây này ơi. Con cá nó to quá. Anh em mà ngồi xuống che mẹ. Che mẹ hết cả mặt luôn. Nào. Đó cho cậu. Lên ly bia coi. Đây. Hay. Cậu xếp đi cho. Anh hả? Quên lương cậu lâu đây không? Không. Rồi. Hôm nay chúc mừng hai ba. Vô. Hai ba từ anh Hải hô đi. Anh Hải hô hay lắm á. Anh em ơi. Team Sơn Dược Vlog. Mãi đến. Sabo TV. Mãi đến. Bia Camel. Mãi đến. Chèm chéo. Mãi đến. Mắm anh em. Vô lúc nào? Anh em mà muốn mua kênh khán giả kênh Sapa TV, các bạn mà muốn mua mắm mực thì alo cho team Sơn Dược Vlog. À, số thoại bao nhiêu em nhỉ? 0946 0946 929 929 353. Quá ok luôn. Mời anh em nha. Mua bao nhiêu lọ thì 3 lọ tặng 1 lọ mật khẩu Sapa TV. À thì mua bao nhiêu lọ thì được tặng 1 lọ chẩm chéo. À em biết nữa, tụi anh. 5 lọ. Tụi anh. À, mua 5 lọ mắm mực thì tặng 1 lọ chẩm chéo. Ok luôn. Ok. Rồi anh em nha. Mua 5 lọ mắm mực thì được tặng 1 lọ chẩm chéo nha. Ok. Rồi. Mà chẩm chéo anh Hải phải gửi vô cho em, không biết đường. Ok. Rồi mời anh em. Quay. Ngủ đã. Đây, dí sát máy quay mình sẽ tùng xẻo ra. Đây. Chú đưa anh. Đây. Cẩn thận nha anh em, dao bén lắm. Dao bén đây. Đúng rồi, cái miếng cá này nó chất lượng. Này, đây từng anh em một đi. Đó. Đây. Uy tín nha. Ba này. Ngon. Nó mịn nha.
Đây này, cái thịt nó mịn này. Này. Cái kiểu nó đang chảy trong miệng luôn nãy. Đáng xứng đáng này. Đây. Wow. Đây. Thấy không? Đây 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 đây, đưa cho thằng em. Vô con sang. Chiến đi. Anh đây làm nội thất nhà mình nha các bạn. Ghế chơi. Anh Thẻo bỏ cái đèn bên đây đi. Số đâu ra đi. Cái màu đen này không dạ, không phải là ngon đúng không? Cái răng máu nó. Rồi, đây đây đây. Cảm ơn nãy nha. Giờ miếng cá lên cho anh em coi. Đây. Rồi, giữ sát nãy. Đây, để anh cắt về lại. Được rồi. Rồi. Camera xin. Wow. Nó kiểu như nó mềm mà nó tan trong miệng cái nãy. Đây này. Anh em nhìn thấy cái lát này chưa? À, riêng cái thằng Vũ béo này phải cho nó cái lát này. Cuốn lại. Wow. Ê, Dung Hợp, cuốn lại. Cuốn lại, cuốn lại. Anh em thấy không? Cuốn luôn. Cuốn vô. Cuốn lại, cuốn lại. Anh Hải đừng lấy phần đen anh Hải. Rồi, anh cắt bỏ. Ồ, rõ anh Hải. Bây giờ mình thấy nó lậu ra. Cuốn luôn á. Ngang cái. Cuốn cá. Đó. Ngang cái mặt mình luôn. Cuốn luôn. Cuốn cá to ngang cái mặt luôn. Đó. Bình đi. Bình hết. Cuốn lại nha anh em. Y gì mà. Hồi trước là lấy rau cuốn cá với bánh tráng. Cá cuốn rau hả? Bây giờ là cá cuốn rau. Cuốn với rau. Ui, sao đây? Lấy đi không bể được. Cho miếng rau đây. Đây. Mình chạy quỳ luôn em, ăn quỳ, mình chạy quỳ, mình ăn luôn. Đúng bài luôn em. Đúng là như thằng Vũ Béo nó bảo là ngày trước là anh em mình là không có cá. Thì thôi lấy rau cuốn cá, nhưng bây giờ bọn tôi nhiều cá quá thì cũng cuốn luôn rau. Đó lại, có ngừng lại. Rồi đây nha. Thôi. Anh em mình kết nghĩa vườn đào luôn, sao ngồi như thế giống kết nghĩa vườn đào vậy. Kết nghĩa luôn. Gặp mồm. Gặp mồm. Chết em nó. Chết luôn em ơi. Mời tất cả anh em nha. Anh Hải. Mồm. Nào. Ăn dạ mấy chú, cá này. Chú ra đòn đi. Mời em nha. Rồi. Quá đã luôn. Thì anh em. Đúng rồi, hôm nay ăn sashimi một phát quả nhớ đời luôn đấy. Nhớ đời luôn. Wow. Cá vẫn có độ ngọt tự nhiên nó bắt đầu ngọt mà nó mát, vừa nãy giờ bỏ ra mà nó có độ lạnh nó không bị giảm đi. Anh kiểu nó cảm giác nó tan trong miệng hồi nãy không? Ừ. Rồi, giờ anh... Wow. Đa mồm. Wow. Ngập mồm. Từ giờ chơi có hình thức mà cá cuốn reo vậy luôn. Mình ăn cá này cỡ đây ăn đủ rồi để mình... Chiếc món khác chứ mình ăn nhiều quá nó lạnh bụng mình á. À thế à? Ăn nhiều quá cũng không tốt, ngon quá nhưng mà biết ngon nhưng mà... Nhưng mình đang, đang ngon mà. Đang ngon. Chiều mấy giờ đi máy bay? Hả? Chiều 3 giờ đi máy bay à? Có đơn vị nào mà tài trợ Closet cứ bảo nhá. Thông thường người ta ra quán ăn một miếng mọc với hai đâu ăn như mình đâu. Nào, ăn như mình như này có mà tiền tấn. Anh Hải kìa, cá đây mà anh Hải kìa ăn no luôn. Thật đấy nhờ? Nó ăn nó sướng lắm mà mềm, nó tan nhảy trong mồm luôn á. Anh Hải ra. Không có mùi vị tanh luôn đúng không? Không hề luôn. Hình như anh Hải trên đấy anh Hải cũng ít ăn cá bù gù kiểu này phải không? Anh Hải cũng thích. Thực ra là trên anh có cá hồi nhưng mà miếng nó nhỏ nhỏ thôi. Hồi cá tầm. Nhưng mà thịt nó dai, nó không được tan chảy trong mồm như này đâu. Cá này nuôi mà hèn tự nhiên. Nuôi? Cái đây là tự nhiên hoàn toàn đúng không? Dạ. Cá này không phải tự nhiên đâu anh. Cá bù biển á. Câu mới được anh. Câu mới được. Chứ không tự nhiên có. Câu ngoài biển. Nào anh em giao đoạn hết đi. Đúng rồi. Em say đạm rồi. Quá đã không? Anh mẹ tham quá chơi miếng to. Bây giờ mẹ làm hai đỏ mẹ. Nó nhiều đạm quá sao nó đang chuẩn bị rực người nữa nè. Bây giờ xả ở đâu mới là vấn đề này? 2 lít 4. Hả? Phòng 2 lít 4. Ở đâu á? Mà cậu phòng 2 lít 4. Anh em wow. Phòng 2 lít 4 bị lộ. Phòng 2 lít 4 bị lộ này chuyển phòng 2 lít mấy rồi? 2 lít 1. Về nãy rồi. 2 lít 1 bên đây rộng hơn. Wow, về quá. Nhưng mà anh em có thể nói sự thích là phòng 2 là dư với 2 là 1 đúng không? Mày cứ nói mà anh không hiểu gì à? Hả? Trong karaoke anh. À. Karaoke ở đâu? Đang đây anh. Cái phòng nó bị bác vợ nó bắt liên tục à. Đi 2 lít 4 cái vợ anh trọng bác. Đi bây giờ chuyển qua 2 lít 1. Chưa có ai bác hết. Vợ anh bác à? Vợ anh bác. Giờ không biết đi đâu. Wow. Bữa nay con Hải được yêu ái. À, nhưng mà anh em mình lên tí bia đi nhỉ? Tung đòn ơi. Mà sao vừa nãy ăn một hai miếng đầu tiên xong nó ngon. Ê, bây giờ là hết ngon rồi. Không, bây giờ ăn hết gần 2 cân rồi. Tại mình ăn nhiều quá nữa. Anh Hải ơi, xíu mà lấy cái phần có mỡ ở phần bụng này, mình sẽ nấu ngót mình ăn bún với mình nướng. Bây giờ mình ăn món lạnh, bây giờ mình chuyển sang món nóng rồi. Đúng rồi. Ok. Cái phần bụng á nó ngót rồi, y bà luôn. Bây giờ thì anh em mình sẽ mang món này đi tiếp tục chế biến món ăn để gửi đến tất cả các bạn nhé. Ok. Đấy. Bây giờ anh em ra đòn đi, nướng, niếc, hấp rồi bút okay. Xua lên, kho, hết các kiểu nhá. Hôm nay mình chiến bụi mù con cá đây là xanh xanh luôn nãy. Ok. Còn lại ông, 60 cân cá, ông chiên hết cái miếng này đi. Ui, quá to. Là to chứ. Ừ, to nhỉ. Thay cá quá to nãy. Thôi chỉ có khác, mới 1/4 thôi, chưa được 1/4 luôn. Lọc hết ra. Thôi cái này bây giờ khi xuống bỏ một đá thì tính sao đi. Đá. À.
Đó, ngọt chưa? Ôi nhưng mà phải mang để phơi nắng kìa. Cho lên chỗ mát đi chứ. Chờ khi nặng quá. Chúng chuẩn bị em chuyển vô tủ đông luôn. Để ra vào thì để khúc rồi luôn. Quá to. Còn chín xíu. Đã chưa? Này. Wow. Thịt nó đẳng cấp nhá. Con này ngon, con này tuyệt vời đấy, không phải đùa đâu. Cái xương này nấu ngon à? Quay. Ừ, cái xương mang có cái chảo nó to nấu nguyên cái bộ này luôn. Nấu nguyên bộ hải cốt à? Ờ. Hai mà ăn cái đây chắc hết miếng đây chắc kỷ lực thế giới luôn à. Thế này thì phải gửi gặp Nga Sumo. Nga Sumo á. Khác thì đang pha thịt lợn rồi mà. Để thằng ra để cho đây nè. Anh em chia ra mỗi anh em một chia lẻ được á, ngàn tư lẻ đó. Còn em mỗi. Còn em mỗi mang về cho gia đình. Đó. Lấy mấy sợi gần nhỏ nhỏ luôn. Không lẽ anh em gì mình cắt để thảo ra bình thường anh em mình thảo. Ôi, quá là ít. Nhìn ra nha. Còn cái này giống bà bán cáo. Ôi. Hả? Giống bà bán cáo. Ôi. Đi vào em con. Quá đẹp luôn. Đi vào. Đấy, wow. Các bạn là anh em tôi làm kìa. Đấy. Mở quán bán món này luôn to quá. Ai cá ngừ đại dương đi. Nhiều dữ ta. To quá. Vuông lên toàn làm vuông nhất luôn em. Đi vào bài luôn. Phải lấy con dao to hơn rồi đấy. Dạ. Nó mịn nghe không? Ừ. Da mình nó hơi lục. Này. Wow. Hai con cá mà tót hết mồ hôi nãy ơi. Nè. Ôi. Yeah. Quá khủng luôn. Đại do mình chưa cắt cái da, cắt da thì nó rất mềm, cái da nó cứng nãy. Ừ. Da nó cứng cứng cái da. Thịt rất mềm để đi. Cái phần đen đen nó là phần máu à? Dạ, cái gân máu anh khi mà gân cắt ra nè. À, cắt bỏ đi. Gân máu. Đó, khi mà ăn là cắt bỏ đây. Ờ. Chỗ nào nó còn là mình sẽ khác ra. Ờ. Đó. Khác ra. Đó. Ờ. Làm thịt nó sẽ đẹp. Sashimi. Anh em mình cây nhà lá vườn. Ừ. Uầy. Quá trời luôn nãy ơi. Một cá gần 60 cân. Không phải đơn giản đâu. Wow. Vẫn chưa hết. Vẫn chưa hết. Lao động toát cả mồ hôi. Thịt nó rất mềm, nó dai, nó dai, nó dai. Còn làm tiếp này tụi em. Còn hả? Được có dưới cái xương luôn. Ồ oh. Mình than luôn. Cái đấy chạm nó nướng cái hầu rồi ha. Wow. Quá nhiều. Hai cái mà tốt hết mồ hôi luôn. Wow. Đây, anh em xem. Ồ, phi lê. Còn cái phần này nữa nãy. Hả? Phần này anh em ăn sợ. Đây là than. Khúc ra chạy anh em có dùng thêm hay dùng. Rất là mềm luôn. Anh em mình lặn tuy lặn con cá nhưng mà vẫn còn rất nhiều trong wow. Xương này. Chịu luôn. Đó. Ông ánh luôn. Bây giờ tôi với Toàn Kiên ra ngã tư kia bán này chứ ở đây vậy. Này nói thiệt không? Quá đẹp luôn. Nào giơ cái lên đây chụp kiểu ảnh nào. Đây đây. Comment chụp kiểu ảnh. Comment. Comment. Ngồi xin vào đây thằng Vũ kia. Camel là cái tiếng Anh là cá bồi nha anh em. Con lạc đà. Vâng phải. Đủ đầu. Nào. Camel là con lạc đà này thấy nó cao. Đâu. Vậy. 1, 2, 3, vô. Không đúng gì đó. Rốt. À. Bộ thằng này chỉ đang tung cứ nước ngoài chứ ở Việt Nam không có nè. Ừ. Này. Con này là người đang xuất khẩu ở nước ngoài nhiều. Con này uống bây giờ là thơm. Họ có nhà máy quy mô sản xuất nó lớn, bây giờ bán chuẩn bị mới mở bán ở Việt Nam trong nước. Anh
uống đâu, nhức đầu đâu. Thơm nghe, bia thơm. Mấy bữa anh em mình uống cứ một sang một cục nhậu là phải trên cũng gần 10 thùng bia. Nhưng mà hôm bữa uống bia này cô thùng bái xe. Đó. Đúng là người ta gọi là bia khổng lồ mà giá tí hon. Thôi nào, em nâng đi đi. Chơi khô máu luôn đi. Em ghép miếng ra đòn miếng lại vô vô vô. Ra đòn. Rồi, cái đầu tiên mình làm 100 luôn đi. Mời hết anh Đình nha. Mời anh em nha. Mời anh em nha. Mời hết trăm sao đó. Dừng luôn. Quá đã luôn. Ai dùng miếng ăn cái gì? Chấm chéo. Ớt phùng. Ồ, nãy em anh em nướng chấm chéo hả? Vừa nãy ướt chấm chéo nướng luôn. Dạ đúng rồi. Nước chấm chéo à? Anh Hải không hả? Cái chấm chéo của mình cho luôn vào nước mắm này được mà. Anh Hải dùng nguyên vị thử nước chấm chéo thôi. Anh Hải nấu nóng không cả. Đi vô tụi em ăn cay ác luôn à. Có cái nước dùng cái này. Không cần, không cần. Cho luôn, cho luôn nước mắm. Cho luôn nước mắm này luôn. Ăn bún đi. Đó bụng. Anh dùng bắp luôn kìa. Rồi. Mình dùng ớt cá nước chấm chéo nha. Con cá thì nó to nhưng mà khi anh em mình lựa chỉ lựa những cái phần ngon thôi anh em ạ. Như mình có làm mình ăn cũng hết được đâu. Đúng không? Được không? Trên cái tuyệt vời. Rồi nè. Trên cái tuyệt vời. Này thử ăn thử mời anh em ha. Ủa có mấy cái ấy mà bà Vũ à? Rồi nó mềm em. Nhưng mà phải nói là con cá ngừ nha. Pizza dùng dùng. Ăn sashimi là đỉnh nhất nha. Là nó xin ra nó wasabi em mà. Cái em lấy sao còn nhất á. Răng á. À. Nè, cảm ơn ông Vũ Béo nha. Uống uống Vũ Béo cái nào. Hôm nay Vũ Béo làm lái xe chở anh em đi cực kỳ uy tín luôn. Mà mấy pha cứ tưởng nó lật rồi. Mấy pha mà mấy pha mà mấy pha mà cũng ăn rửa. Đó. Dạ đòn. Chấm chớ úp thịt là mình ăn là khoảng gần chấm luôn nha. Cực ngon rồi luôn á. Anh Hải hồi giờ ăn cái món nước này chưa? Anh thử cái bún em một xíu thôi. Rồi nãy một xíu bún thôi cho anh no nó. Rồi nãy mà một xíu bún xíu thôi, xíu thôi anh quặn đòn lại. Nó đỡ nãy hết luôn anh, con nữa. Trời hết luôn. Đòn vô luôn. Trời khô máu luôn. Tự nhiên luôn đi. Nó phải nước nóng ăn mới ngon, phải nước thiệt nóng. Vô làm cái cá ngon mày, béo. Phải lựa những phần ngon nhất con cá mình nấu. Đây là phải có cá này. Ok, đúng rồi, chuẩn ra. Chờ nó mềm bún. Mời anh em nha. Bún mềm cho anh. Yeah. Cái này gọi là bún gì đây? Bún mì số 8. Bún mì số 8. Nó có hình số 8, nó quán hải số 8. Bún này làm bằng từ củ sáng. Chứ phải củ mì á? Củ mì là củ sáng. Thằng làm mất không? Dai nhỉ? Nó dai, sực 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 anh. Bún này tiện lắm anh, chỉ rửa qua nước lạnh là nó mềm rồi. À. Anh thử ăn thử cá rồi. Khỏi cần nấu lại. Đây miếng cá đây. Mấy mực em để anh kho mà không lấy anh chàng với bún với mấy mực cũng ngon. Anh Hải anh mấy mực với cơm mà nãy anh em mình lu bu quá chưa ăn cơm. Quên nó cơm rồi. Phải lên kho lấy mấy mực hay lâu. Thì không nói anh em sao mà có bằng ăn dày mà nghĩ không ngồi lắc nè. Mình nói anh em là nhà mình chơi về nhà mới mà. Đang nói thợ làm có bộ ghế mà chưa xong. Có bàn mà thiếu ghế. Đang vô mùa lúa mới làm chưa xong. Nào. Mới làm bàn vô ghế. Giỡn gì làm tiền mà ta lấy ra hết tiền làm ghế mất. Bây giờ là cần phải anh em ủng hộ mua mắm mực thêm để làm thêm bộ ghế. Thôi. Rồi. Ra đòn đi. Ra đòn đi. Mời anh em. Anh Hải hồn gái nè anh ơi. À, anh Hải hồn quý tính nha. Mình uống bia ra mà không đủ không kịp bia nó lạnh luôn à. Đúng rồi. Hải hồn gái. Anh em ơi! Xuân từ Bến Lục! Mai lên! Sơn Bò TV! Mai lên! Chẩm chiêu! Mai lên! Mắm mực! Mai lên! Chúc mừng! Khô máu này! Một trăm nha! Mỗi nhậu hô ba lần là khang khẩu luôn á. Nhưng mà uống nhiều nó cho lên máy bay không nhỉ? Được anh! Bình thường! À. Được! Mình đừng tỏ vẻ mình say thôi là được đúng không? Anh phải tỉnh vô chứ. Đợt trước em ở Sài Gòn em bay về mà em mắc mà không ra mà lại để ngủ mà máy bay tới nơi em không biết luôn mà. Mình cứ đeo anh em khẩu trang chứ mình đeo cái kính vô là người ta mà biết á. Không. Trời ơi. Anh đang tưởng tượng anh Hải anh lên máy bay anh ngủ quên cái anh kêu. Chấm chéo, mai lên. Anh ngủ mơ. Hôm nọ uống say quá về đây. Đội uống cả cùng Nga sumo các thứ về vẫn đêm vợ vẫn bảo là vẫn cứ hô. Nhậu hết cái nước này nhậu ngon. Nhậu lên làm sao? Anh Hải dùng dùng dây cho chẹp đói bụng nha. Bún này ăn no lâu đó. Thêm nước cho anh, thêm nước cho. Thế à? Nè con cá rất là to. Nhưng mà do là mình phải gấp gáp lên máy bay các bạn ạ. Với lại là không có thời gian để chế biến vì con cá to quá. Thời gian chứ còn đúng ra là cái đầu cái nước mà nấu canh chua rồi nướng nước cẩn thận bú xua lên. Chơi nguyên cái đầu luôn. Nguyên cái đầu thiếu to. Đấy. Chứ hôm nay anh Hải em ca lịch bay anh thay đổi đột ngột à. Em còn ba con dúi còn chưa làm được, còn mới mực thì chưa luôn đó. Gà nữa, mới mực cái kiểu nữa. Đấy. Vô anh em. Thôi mình ăn gì khác anh Hải à. Gì khác. Nhưng mà mấy hôm nữa anh em ra mà đúng không? Dạ. Toàn có ra cùng không?
Em xem anh Trung anh báo ra. Chưa, anh em sắp xếp rảnh hồi nào thì lượm đi thôi. Tại vì bây giờ nó cũng thoải mái công việc vậy nha. Cố gắng tăng gia đi. Tăng gia rồi, anh em chắc chắn phải ra nhá, đủ hết nhá. Tầm mấy tháng nữa này? Hai tháng nữa. Không, sinh nhật vợ anh là mùng 1 tháng 11. À. Thì sẽ làm trước đó. Là anh sẽ nhà tặng sinh nhật đấy hả? Ừ. Đúng rồi. Uy tín nha. Vậy là nhà anh cũng không ở đâu. Em thật ra anh thấy anh ở quay đường với đâu ở nhà đấy. Anh ở khách sạn đi. Anh mà cãi lộn với vợ anh là vợ anh đuổi á. À đúng rồi. Anh rơi. Nước ngọt đã. Ngon này. Ngon. Quá phê. Mấy anh em dùng đi. Anh Sang. Anh đem đó là bụng anh. Sao đi. Mời. Anh Sang hả? Anh bùm bùm vậy chứ? Dạ, thoải mái. Ăn bụp bụp đi chứ. Ủa, ăn chén này. Ở quê em không biết nó muốn mưa, nó hành nắng nãy. Em sợ nó không hợp. Ôi, ôi, nó hơi ôi. Tụi em dân quê mà quen rồi mà vẫn cảm giác khó chịu. Miền Trung em nóng gắt lắm. Nhưng mà phải nói là anh em ở đây là rất là nhiệt tình, tuyệt vời. Mình đi rất là nhiều team rồi, nhưng mà Hiển cầm trịch. Anh em mà làm việc đâu ở đấy này là hay. Cố gắng anh em phải giữ tình cảm, phát huy. Không, nhưng mà vẫn cái hẹn với anh Hải là nếu mà video của anh Hải ngày hôm qua quay với anh em mình đó 80.000 like. 80.000 like là anh Hải tự đi sinh tồn nha, chứ đừng có rủ tụi em ra nha. Không, đón chúng mày ra chứ. Sinh tồn ra nhà hàng. Anh em tôi sẽ lên Fancy Băng để sinh tồn. Mà đi cắp treo á. Đi sinh tồn rồi đi cắp treo. Dù vậy nha. Anh em chơi là ủng hộ thiệt cái xong luôn á. Wow. 2 ngày nãy qua là quá vui à. Nói chung kênh Hải uy tín, kênh Hải uy tín anh em bên xây dựng lóc, anh em mình một tuần thì có thể ra một hai clip, không có nhiều thì anh em qua ủng hộ anh Hải. Anh Hải có quay xe không? Hả? Quay xe á? Anh Hải có quay xe không? Anh Hải sáng lùi xe. Ngày trước có cái chen gì đấy cứ Hải quay xe. Quay xe à? Là mình cũng giật mình. Anh Hải về đây cái giọng nói từ mình về rõ không? Hiểu không? Thực ra hôm qua không hơi khó phải đều phải hỏi lại. Nhưng mà hôm nay bắt đầu nó quen dần rồi. Mà. Ở đây anh em nói nó kiểu như kiểu sớm hơn một nhịp, nhanh hơn một nhịp. Dạ, ấy. Nhanh. Vừa nhanh mà vừa nặng nữa. Chuẩn bị đi thi rap Việt luôn mà. Dạ. Bắn rap. Do mình đọc nhanh á, giám khảo nó không có nghe được. Rồi, còn cái gì cuối cùng nữa mấy miếng. Ôi, cái miếng nắng nắng mà đưa cho nãy. Đây, miếng trắng này là cái sút đây này. Thử đi anh ạ. Thử đi gần hồ. Dài không? Để mình thử ngay đây. Anh em mình thử đi. Không, nhưng mà cái chỗ đi anh, thấu thấu. Nắng mà. Nắng mới phê. Đảo rồi đảo lại. Đảo rồi đảo lại. Ôi cái miệng làm như cái mình làm như xe lúa sao. Đảo rồi đảo lại đi mà. Ông cái đang nóng cho mày mùi nó tao. Ăn liền đi, ăn nóng đi. Trước bữa nay. Chắc là cái gì á? Răng á. Răng nãy vụ đấy hả? Nói chung mà nó lạ lạ. Là ở ngoài biển á. Là ở cái ngoài biển á. Cái bụng ra á. Lấy cái bà tử, lấy cất tất cả cái bộ đồ làm của con cá rồi. Đồng hồ tè vô níu cái cụm gân này rồi mình đang được. Không, cái thằng này đi kho mặn ăn cơm đi. Kho mặn ăn cơm đi. Chầm chéo nó hơi đậm. Anh em mà ướp nhẹ cho ít thôi thì nó đỡ. Nhiều quá là nó cay hả? Cho nửa hũ. Nửa hũ. Cho em ra cái chất luôn hũ đi. Cay. Cho hết nửa hũ chầm chéo. Cay á, cho cay mà. Camera mà quay phim Tài Lan qua nấu ăn nữa. À. Bất tử mà. Nào, anh rót đi anh uống với cả anh em cái đi. Dạ. Nói chung cũng năm ngày gần nhất anh em mình sẽ gặp lại. Nói chung trong clip anh thấy anh Hải cũng nghĩ anh Hải tưởng Hải khó mà sau tiếp xúc anh thấy anh Hải gần gũi. Quán hòa đồng luôn, nãy nó hòa đồng, quán tuyệt vời. Hòa đồng. Nhìn thì thế thôi nhưng mà bề ngoài cũng ham nhậu lắm. Cứ rượu ngon và gái đẹp là lên giúp. Tiếp xúc với anh Hải được chắc tầm có hơn 10 ngày rồi. Thấy anh Hải em rất là yêu quý những người xung quanh. Chứ anh Hải, anh em nào mà có làm gì kinh doanh gì anh Hải đều giới thiệu cho mọi người biết. Rất tuyệt vời luôn. Anh em mình đây là anh đột xuất hay anh Hải? Không, anh có việc đột xuất, lịch trình anh dài. Vì anh là có cái mấy sự kiện mùng 2 tháng 9 Tết của đồng bào người Lào ở trên Mai Châu. Đấy. Em khát nước quá, em làm hết luôn rồi. Tiếc ghê, anh em bị dúi rồi gà vịt đồ. Tưởng là chiều nay anh em mình heo rồi. Hôm á, hôm mình nhậu chưa tới để bữa nay mình quay video này. Là chiều nay mình nhậu lúng ai gì. Không, anh em mình có gì mình sẽ gặp lại trong đảng. Anh em chơi lút cá cho tụi em mà. Hôm cũng chơi lút cá nữa, hôm anh em mới đi về mệt. Bây giờ thì sáng nay anh gấp này chưa đã được. Nhưng mà anh em như này quá tuyệt vời rồi. Hy vọng là
sớm đón anh em được ở Sapa. Hôm nào mà anh về Tân Gia ấy, là mấy anh em ra sớm sớm với vài hôm nhá. Dạ. Sau đấy anh đưa đi Trung Quốc rồi đi các nơi chơi. Trung Quốc ở đây hả? Ừ. Có đi chợ phiên không anh? Có. Rồi em không chợ phiên. Em khoái chợ phiên. Rồi em khoái chợ phiên này. Đi chợ phiên là mấy mét lòng nữa. À, đúng khoái đó. Em cứ tưởng tượng cái máy mực em mà lên chợ phiên chấm mấy cái đồ chợ phiên. Ôi trời ơi. Ồ cái máy ông giò. À, tụi em hẹn là em thấy anh thích ăn thịt cầy định dẫn anh vô nhà ông ba lên chuyên gia thịt cầy quê em này mà anh không kịp rồi. Món này yêu thích lắm. Vitamin go go. Bữa cái bộ kiện quán đó. Vitamin go go. À, bữa hôm qua có một con chó anh kia nó chạy xe nó tông con chó nó tông xe nó đẩy nó 50 mét tông xong nó cho chết tại chỗ luôn, cho chết tại chỗ nó không sao hết, nó đứng chạy tiếp nhưng mà con chó chết luôn em, để là bữa sau em làm để lạnh luôn, cái lần chó là nó ngáp xong rồi chết. Rồi ra đi lên lon thời gian là có hạn nên là anh em mình thời gian là vàng là bạc. Đấy hỏi con bà sen giờ này nó có hai màu á. Màu vàng là màu nhẹ hơn đâu nãy? Ờ, màu vàng là... Vàng là 4.5. Đây 4.8 anh, đỏ 4.8. Đỏ, anh phải, đỏ anh, hơn mà. Anh em mình phải chơi loại đỏ cho... Lấy đỏ đi. Nặng đô. Mà nãy bây giờ anh chiến luôn rồi, anh lên xe đi vô đấy luôn, ngủ lên xe luôn chứ cần gì về khách sạn. Về khách sạn ngủ lỡ cỡ là nhức đầu lắm. Trời mà nó nóng ngoài anh ngủ lại nhức đầu. Em nói thiệt á. Nói thiệt mà. Rồi. Rồi, đi bia vàng này nữa. Đây đâu? Bia bằng lùng không anh? Không, đây là nước ngọt. Đây là nước ngọt. Bằng lùng. Đây là... Nước bằng lùng. Nước ngọt của bên Camel họ tặng cho chị em. Đấy. Ok anh, để tôi lạnh nè. Manh đệ mà thích lắm. Em là em tưởng bia bằng lùng. Không, cái này cứ để tôi lạnh đây là lúc nào anh em xuống cứ mở tủ là có luôn. Đúng rồi, nóc rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Anh còn thùng nước suối nữa. Không, tại vì nhân viên em thích uống nước ngọt lắm. Nhân viên làm mực, đang làm mực ở trên nhiều lắm, thích nước ngọt lắm. Thế nào? Để mấy hôm nữa mà sắp xếp thời gian nó dài dài chút và mấy các em xong rồi anh em mình đi câu biển nếu biết để cho nó đã đi ra sông rồi suối đi câu cá rồi nãy anh Hải sinh năm 86 à 1986 86 86 ngàn tuổi anh đài em cho anh Hải qua bên còn anh Nhật sinh tồn. Thôi nếu mà sinh tồn anh em là bê anh hơi nặng đấy. Không, chỗ đấy sinh tồn là anh em đoán là anh là bao nhiêu cân nãy à 82 kg không có chín trở lên. Dạ yeah. Đúng rồi. Tại vì Vũ Mập kia đó được 86, 87 rồi mà nghĩ sao. Em 90 rồi. Không, mà em nghĩ anh Hải mà anh đi sinh tồn á là anh có sự cố về là lỗi em lắp là em nhớ nghe là em tới. Không giống vậy về cho nhanh. Nhưng mà thôi hôm nay thấy cái ông mà có màn khiêng cá giống kiểu khiêng hòm. Anh em cái top top của anh em mình coi có cái đoạn đó nha. Có điều khiêng hòm. Thật trước mình có cái vũ điệu gì đâu á. Đấy vậy luôn. Cũng vũ điệu khiêng con cá rồi nó cho lục sập cây luôn á. Đâu. Tôi với Hiển khiêng cây mai bay không sao đấy. Có đâu. Bữa khiêng đâu? Bữa khiêng cái cây mai. Hôm nay bảo là đi anh em đi ngó nghiêng mấy cây mai mà còn dạ, quên rồi. Mất đấy. Mải nấu ăn quá. Không có thời gian. Anh không thích mai. Cây mai nhà anh có hình không? Hả? Cây mai anh có hình không? Có trên TV kìa. Ồ vậy hả? Anh quay rồi hả? Ừ. Anh Hải thích mai hả? Để bữa em coi thử. Bữa nào vô em dẫn xuống cây mai dưới nhà em một chút. Mai dù. Mai dù tuổi. Cây mai đã 40, cũng được 50 á. 50 á. 48. 50 đẹp. Cái tàn, cây mai mà muốn đẹp á, cái tàn phải giống như cái dù nó mới đẹp. Em thật sự, không phải nói bậy nhưng mà cái tàn nó phải như cái dù. Chưa nó có gì dẫn lên anh Hải lên nhà em. Cái nhà đất là tụi em quay có hơn 1.000 clip nhà đất triệu view á. Còn nay nhà đất mới rồi. Nhà mai nhiều lắm anh. Cái mai ở dưới đó là nó lại từ gốc nó lên là nó nu hai bên đây một hai cục keo ấy. Xem rồi cái lên trước nữa nó nu hai cục nữa nó rau. Sao nó chuyện dữ ta? Sao không ăn mà nó chuyện dữ ta? Ba đấy là bên nu. Mà mình nghĩ là hình như chơi lan được chứ đừng chơi mai. Mai người ta cũng nói là mai chuyển khoản rồi mai hẹn ăn đâu mệt lắm. À không, nói chung là mình chơi mai chơi lan đều được mà. Dạ. Cứ tên mai tên lan là đều được hết. Được hết. Có cái gì đâu mà. Em thấy lan được chứ mai. Dạ, đúng rồi. Em chân gì cũng nhớ cái đoạn này cắt cho chị Tiên như nghe. Anh mà nếu anh chơi mai là hợp với em tại vì em trong những cây cảnh em chỉ thích chơi cây mai thôi. Ai cho cây gì em cũng thích cây mai. Chỉ chơi cây mai thôi. Đúng rồi. Em anh nếu mà mọi người xem video của Hải cách đây khoảng 3-4 năm trở lại đây thì Tết năm nào nhà mình có những cây mai. Nhất chi mai, bởi vì bọn anh ở trong ngoài Bắc thì chơi nhất chi mai hợp chứ lại mai trắng. Nhà anh lúc nào cũng phải chơi cây to nhất.
Em cứ vào xem là nó to, gọi là có số có mã luôn. Cái mai của em đang sở hữu nhà nó tầm 100 năm. Cái mai nếu em nghĩ Bình Định nó phải to đứng số 1 hay số 2 Bình Định chứ không có số 3 đâu. Góc nhưng mà cái độ cao đó, cái tàn đó và cái độ tuổi nó lâu năm. Rồi, thế rồi bây giờ. Bây giờ anh em uống đi, xong rồi tí nữa mấy anh em chở anh ra đây ngó tí để quay chia sẻ với các bạn xem là cái mai nó. Bữa sau đi chứ bây giờ lên nữa mình nhậu lên nó xa. Từ đây mấy cây? 3 cây. Nhưng mà nó trật đường, nó trật đường. À nó trật đường. Em nhậu là nhậu ngon chỗ chứ đi nữa. Không, nếu mà lên đấy là đi thẳng vô sân bay luôn được. À thế. Thẳng vô sân bay luôn được. Thằng bạn em chạy nó chở anh đường đi ngang qua em lại đi vô sân bay. Đi ngang qua nha. Nhắc nó đi chạy ngang. Chạy ngang ngay nha. Bấm coi. Chạy ngang nha, cái máy đứng nhà anh vô anh quay. Bia Heineken á, bia Tiger là anh uống thấy vợ anh sợ. Mà sao bia đây nó thấy gái anh thèm. À hay quá. Bia camel nó cũng lạ lắm. Camel lạ quá. Bia camel này ảo đấy nhỉ. Ảo. Nào anh em ơi. Sơn Thể Mê Lông. Mai đến. Sơn Bà TV. Mai đến. Bia camel. Mai đến. Mắm mực. Mai đến. Chẩm chia. Mai đến. Rồi anh em mình hết nhá. Sau các bếp. Mai đến. Mời anh em nha. Wow. À, xin giới thiệu bạn này là sáng chở anh Hải với camera của anh Hải đi đi chợ. Sáng ngày là mấy anh em hay đi chợ. Hẹn mãi bây giờ chú mới ra. Ủa bây giờ anh qua anh đòi tiền không? Tiền sáng chở tiền. Chắc thế. Có gì không? Thôi có khi là bây giờ là anh em mình sẽ xin phép tất cả khán giả của hai kênh Sơn Thời Vlog cũng như Sapa TV là anh em xin phép kết thúc video ở đây. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Hiện tại thì mình phải bay về Hà Nội gấp để ký kết một số những cái hợp đồng cực kỳ quan trọng. Thì như thế nào thì mình sẽ quay phim và chia sẻ với các bạn. Sau đó thì mình sẽ đi chợ tình Mộc Châu các bạn nhé. Một trong những chợ tình biên giới giáp danh giữa hai nước Việt Lào. Chợ tình thế. Chợ tình. Rồi. Còn xin để chiều tối nay về viết đơn xin phép nghỉ mấy bữa để bác mang cô vợ về. Cái này hay ta. Thằng Vũ ơi đi kiếm vợ. Còn nếu mà các bạn mà có nhu cầu muốn mua mắm mực thì hãy liên hệ với các em mình team Sơn Thời Vlog vào số điện thoại. Số điện thoại đẹp, đẹp số điện thoại đẹp nhưng anh em gọi em quá là em nghe không kịp. 0914 937 157 nha cả nhà. Rồi. Đấy. Đấy đọc thêm cả số của thằng Toàn đi. Đọc đi. Vũ mập đi. Vũ mập đi. 0944 403 261. Đây là team gia đình, nhiều khi đọc số của Hiển nhiều quá, Hiển nó cả đêm nó không ngủ được, nó cay. Còn Toàn là xin phép, Toàn không có điện thoại. Còn nếu mà gia đình muốn ủng hộ Chẩm Chéo cũng như là Thị Châu Qua Bếp thì alo cho Hải vào số 0974686389 hoặc truy cập vào website starbartv.vn. Sau đây anh em mình cũng xin phép kết thúc video tại đây. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn nhá. Bye bye. Chào tất cả anh em nha anh em ơi.
và ăn ở Sapa thì quá hợp lý các bạn ạ. Rất là dân dã, một cái gì đấy nó nguyên chất, nguyên thủy, hợp. Các bạn lên Sapa thì không nên bỏ qua món ăn này.